Dạ. Hai anh đang sử dụng dòng nào bên em? Fender. Dạ. Rồi tự động thôi. Dạ. Mới mua cũng được 4 tháng à. Ừ. Rồi thấy thằng mới ra đẹp. Đừng dạ. Hai anh em thì đi chung chiếc thôi, nhưng mà vậy cũng nhu cầu chung chiếc nữa mà. Dạ. Giờ ngày cũng hàng về cũng chưa có hàng. Đúng rồi, hiện tại tụi em chỉ trưng bày thôi, chứ còn để mà giao tới khách hàng thì vẫn chưa có chiếc nào cả. Ra thị trường chưa có luôn. Đúng rồi, ra thị trường là chưa có. Ví dụ như bản premium á, thì cái đơn hàng nó cũng khá là nhiều. Cuối tháng này thì em sẽ ra đơn hàng đầu tiên để trả đơn khách hàng đã cọc trước. Còn bây giờ ví dụ như phát sinh hợp đồng mới á, thì phải cọc chờ đó tháng 9, tháng 10 tụi em mới giao xe được. Là bản premium này. Dạ. Mua được 4 tháng rồi. À, dạ. Thêm chiếc nữa, cao thì chiếc nhà. Dạ. Bây giờ xe có đặt cũng chưa lấy được, thôi để chờ vô gọn lấy dạ. Hưởng được khuyến mãi nữa. Còn hiện tại thì em cũng chia sẻ thật là không có khuyến mãi gì giống như cái thời điểm mà anh mua 4 tháng trước đâu. Đúng rồi. Dạ. Tại cái giờ là tẩy hàng đó để hàng này về. Dạ. Thì nó phải nhu cầu khuyến mãi cao lên. Đúng rồi. Chưa kể thời điểm anh mua á, là còn ảnh hưởng cái vụ thế trước bạ ở nhà nước nữa. Đúng rồi, giảm rồi. Á, thì tụi em cũng có áp lực của các hãng khác cho nên là cũng giảm. Đúng. Thời điểm anh mua nếu mà 4 tháng trước là quá ok rồi. Dạ. Ok về mặt về giá cả. Còn thời điểm này em nói thật là tất cả các hãng đều không có xe để bán. Giờ dạ. Thì đang nhập về chiếc mới hầu như Bros là có đúng không? Dạ. Nếu mà Bros thì có. Đúng rồi, Bros nè, với lại số tự động á, thì bây giờ nó chia làm hai bản, một bản tiêu chuẩn thì tụi em nói là gọi là Mazda AT Eco đi, còn đây là bản premium. Thì premium thì tháng 9 tháng 10, còn Eco với lại Cross ấy khả năng tháng 7 hay tháng 8 thì đã giao được rồi. Cross cũng chưa có nhiều rồi. Đúng rồi. Như khách hàng của em thì đó tầm khoảng 20 tháng 7 này á thì em giao một chiếc Cross trắng. Cross thì nó thuộc có dạng sàn cũ đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy mới tăng nâng cấp có dạng cuộc lên thôi. Dạ. Nó cứng hơn. Ví dụ như bản Eco và bản Premium này, AT á thì nó thay đổi luôn hệ thống phuộc. Cái phuộc sau nó to hơn, nó tới 45 inch lận. Dạ. 35. Dạ. Về vận hành ấy thì thật ra nếu mà trên mặt giấy tờ nha thì bản này nó to hơn. Thì theo kỹ thuật á thì nó có cứng hơn. Nhưng mà để vận hành á thì tụi em vẫn chưa có trải nghiệm thực tế cái bản 2022 này. Tụi em xe lấy thử thì mới có bản premium thôi. Nhà máy mới phân bổ về để làm bản Cross á thì vẫn chưa có xe lấy thử. Nên thực tế em trải nghiệm em cũng nó phải trải nghiệm thực tế. Còn Cross dạ. Này. Cross này cũ rồi. Dạ. Không, Cross này là 2022 luôn á. Nội thất nó thay đổi rồi nè anh. Dạ. Phanh tay cơ là đã hết rồi nè. Nó phong gión, không cái gì không dán mới, thiết kế mới. Cái thiết kế thì giống hệt với lại bản premium. Dạ. Đồ, giống như tì tai đồ, giống như cái này. Dạ. Phanh cơ luôn. Phanh tử. Phanh điện tử hết á. Dạ. Phanh tử giống này giống như kia luôn. Dạ, giống hệt. Ví dụ như về nội thất bên trong đi, hai con này càng như là giống nhau. Nó chỉ khác về ngoại thất. Con này thiết kế theo kiểu thể thao và có thêm 3 nâng cấp. Đó là cái bộ ốp này nè. Dạ. Body kit nè, thanh giá nóc nè. Cái camera 360 độ là ba cái mà nó hơn so với cái bạn hãng 360 là hãng con nào? Dạ. Bên Mitsu tặng luôn anh, Mitsu. Theo xe luôn. Nhưng mà nó không, tụi em không biết hãng anh. Không biết hãng. Đúng rồi. Đó là do Mitsubishi người ta liên kết đặt hàng ở đâu đó thì tụi em không biết. Nhưng mà đây là cái phụ kiện theo xe của hãng luôn. Dạ. Nó gọn hơn nè. Không, gọn do cũng, mình chỉnh ghế. Cũng giống ha. Cũng giống hệt á anh. Cũng giống hệt nè. Nó cũng có phone vị trí đó đây. Dạ. Do cái vị giống như anh nói là do vị trí ghế á. Dạ. Chỉnh ghế giờ sao? Dạ. Cái bàn luôn. Đó. Ví dụ mà đẩy sát như vậy thì anh mới cảm giác là nó bị lùi phía sau. Dạ.
ngon hơn, chiếc này ngon hơn. Theo phương diện của em, nếu mà người tiêu dùng á, thì em vẫn chọn con này. Dù sao nó vẫn là thiết kế mới, ngoại thất màu thất luôn. Còn con này thì dù sao, nếu mà thích, thật sự mà thích cái phong gión thể thao á, thì mới lấy con này. Chứ còn đứng về phương diện mà bỏ lên bàn căng luôn á, thì con này nó hơi nhỉnh chút xíu. Dạ. Mới ra. Dạ, mình nhìn cơ bản là nó là mới ra mắt, mình lại thích mắt nữa. Dạ, mình dễ chấp nhận hơn là con này. Con này, ủa, hình như 2 năm trước là cũng kiểu này mà. Mà sao bây giờ nó vẫn vậy đúng không? Thì mình cảm giác nó cũ. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Còn cái câu chuyện mà 1 năm nữa đi, con này nó nhiều rồi á. Thì đó, thì lúc đó nó có thể là nó nhỉnh hơn chút xíu. Dạ. Dạ. Dễ hơn nữa. Cái đó thì tụi em về kỹ thuật nên em cũng chưa có nắm, chưa nắm thật sự. Sản phẩm nó cũng chưa ra nữa cho nên. Dạ. Dạ. Hiện tại theo nhà máy luôn á, bên kỹ thuật của người ta cũng chưa công bố là con nào ngon hơn con nào. Chỉ công bố là cái đây nó to hơn con này thôi. Dạ. Dạ. Quan trọng cho mình tự chạy. Dạ. Cũng qua tập 1 con này á mà ok. Dạ, dạ. Chứ không có con này là cặp bụng nó. Dạ. Ba, đưa con. Thôi, chế bạn đi. Thôi, con chế. Mình thoát. Dạ, khác ha. Hai mẫu thiết kế gần như là khác nhau á, nếu về ngoại thất. Ngoại thất. Dạ. Không, nội thất giống nhau. Nội thất là giống nhau. Nội thất là thiết kế và tiện nghi là giống nhau. Dạ. Máy này sao nó làm cơ bản là ví dụ mình đặt cọc sớm á thì bên giao xe sớm. Nhưng mà giờ đặt cọc mình sao cái thời cuối mình cũng thay đổi được không? Dạ sao anh? Như thay đổi xe được không? Cứ đặt đổi xe thôi. Tức là giờ đặt cọc xe này. Dạ. Mình tới cuối lấy xe đổi khác. Đổi rớt thì được không? Vẫn được thôi. Tụi em vẫn chuyển đổi cái công nợ của anh qua xe khác. Dạ. Về mặt hiện tại đi nha. Thì cái con Cross nó có ưu điểm hơn á là có thể giao sớm hơn con Premium. Đó là về mặt hiện tại nha. Đấy. Thì con này mới ra. Dạ. Rồi. Hiện tại cái đơn hàng booking bên em con này lên đến ví dụ như booking tổng thể của Xpander là 200 đơn lượt, 200 đơn khách hàng rồi. Thì con này nó chiếm gần như 70%. Bởi nếu mà anh lỡ thích con này rồi á thì anh lại có một cái đó, nó không vui á, nó là anh phải chờ. Như khách hàng tay điện tử kia đó. Dạ. Khi mà mình tới xanh đỏ nó giống con này không? Giống, giống hà. Giống luôn hả? Đúng rồi. Y chang luôn. Ví dụ em nói ví dụ phanh tay điện tử thì auto hold nha. Phanh tay này á nó hay hơn các phanh điện tử bình thường. Phanh tay điện tử này là auto. Ví dụ như anh đăng vị trí D đúng không? Anh gạt về B là backing á là phanh tay tự kéo luôn. Không cần anh phải thao tác nha. Cà rốt cũng vậy luôn. Còn mấy hãng khác á là phanh tay điện tử thôi nhưng không có auto. Là anh về B đúng không? Anh phải kéo giữ 2 giây. Thì phanh tay nó mới dính đó. Còn đây anh thổi cần, còn khi mà anh chạy đúng không, anh chạy là anh qua vị trí R hay là lùi D đi, bây giờ chạy tới đi thì phanh tay vẫn giữ cho anh để đảm bảo an toàn. Anh chỉ cần nhấp nhẹ chân ga thôi là xe chạy tự động nhả luôn. Hai con nghề này lấy công nghệ của con kia qua này thôi, mà thiết kế này mới rồi thôi. Dạ. Tiền cấp mới và cái bánh mâm rồi là mới. Dạ. Ơi nhìn kia là bánh mâm bao nhiêu ta? Cũng 17 inch anh. Bánh. Dạ. Bánh luôn hả? Đúng rồi. Bánh như một. Tính là đâu có cái gì đâu mà tính là xe kia đẹp hơn này luôn. Đấy, bởi thì bởi em nói là cái mà đẹp á thì mỗi người mỗi kiểu. Anh thì có vẻ là nghiêng hơn con này hơn đúng không? Còn anh thì mình nghĩ là mới ra đó. Dạ. Cao cấp hơn cái xe kia. Dạ.
tức là mình không nghĩ là thằng kia là thằng này lấy tất cả phụ kiện của thằng kia qua đây hết rồi, tức là thằng này mớ thì cũng cũng ít thôi chứ không gì. Dạ. Thằng kia là tính nhầm cái nhiều hơn là thằng này. Dạ. Này chỉ là giỏi rồi, nó được cái là nâng cấp buộc. Đúng rồi, hệ hệ thống có được nâng cấp buộc hơn thằng kia thôi. Đúng rồi, chính xác. Phuộc nè, với lại cái phần đèn chiếu sáng nè. Có thể là thiết kế mới này thì em thấy đánh giá nó cao hơn. Thì tức là mới ra thì phải cao rồi. Dạ. Cái chỗ là chỗ phuộc. Dạ. Đúng rồi. Còn mới thì đương nhiên anh cũ thì phải mới là phải đèn khác chứ sao lại cũ nữa. Dạ. Quy luật mà cái anh về cái phuộc phuộc thôi. Còn mà trang thiết bị là nghĩ là thằng này giống thằng kia trong. Dạ. Đúng rồi. Nội thất bên trong là giống hệt. Dạ. Có khung trầm nó cao không ta? Về khoảng sáng gầm xe hai con như nhau, đều 225. Trời, bằng nhau luôn. Dạ. Thì nó cao hơn cái con thường ta. Con thường, con bản Eco á anh. Bản Eco vẫn khoảng sáng là 225. Vẫn cái phuộc giống cái bản premium luôn. Nhưng mà trang thiết bị thì chỉ bằng phiên bản số sàn thôi. Ghế mọi thứ là ghế nỉ, phanh vẫn là phanh tay. Dạ. Cái bộ mâm là mâm 16. Nhìn đây là cái bánh nó đều không ha, cái lớp đen cái bánh nó thật là chậm. Dạ. Cái thiết kế kiểu thế thao mà. Thế thao. Dạ. Có nghĩa là ở đây là tụi em đã định hướng về sản phẩm luôn. Bên kia là theo kiểu thể thao. Anh chị nào ví dụ thích cá tính á, mạnh mẽ thì lấy con này. Còn hơi trung tính chút xíu thì lấy con này. Đó. Dạ. Dạ, hiện tại thì tụi em không có chương trình khuyến mãi hỗ trợ về tiền mặt. Nó tôi lấy năm ngoái là 607. Dạ. Nó bảo gọi dưỡng, bảo chưa gọi dưỡng, bảo chưa coi. Dạ. 2023 đó, tháng 3 đó. Dạ. Cái thời điểm mình mua thì nhà máy hỗ trợ nhiều. Còn lấy rồi trong vui chân, hai là tháng nữa, hai dịch trụ, hai tháng làm luôn. Dạ. 2003 đó. 807 chưa ra, giấy tờ chưa. Trời ơi, đừng có gần 800 đó. Nha. Tôi làm hết tùm lum tôi sai. Đóng bảo hiểm rồi làm tùm lum hết trơn, làm lum hết trơn. Nói xe thì giá thì giống nhau thôi, nhưng mà anh lấy từng tháng thì thời điểm thì tổng lăn bánh nó sẽ khác. Lý do là cái khuyến mãi nó sẽ dao động tùy theo thời điểm thị trường. Đóng thuế 10%. Dạ. Cho nên là anh thấy 1 triệu luôn. Dạ. Dạ. Bản này thì nó nâng cấp cái phuộc với lại hệ thống keo rồi. Dạ. Bên kia nó nâng cấp cũng là hệ thống keo của nó. Dạ. Nhưng có dở phuộc thôi. Dạ. Mỗi bản nó dở phuộc. Vô làm nó cũng chơi chơi. Bây giờ nó ăn tiền là cái cặp phuộc thôi. 2 triệu. Hai triệu nó. Mình đi bảo dưỡng mấy ngàn à? Lần này là mấy ngàn? Lần nữa là 2 triệu 1, 81 nè. Dạ. Quỷ thường có thể mua 2 chiếc luôn rồi. Chiếc trắng, chiếc đen. Dạ. Chiếc chiếc số và cái loại số, cái loại tự động là có. Chiếc
Dạ sao ạ? Ý là phụ tùng á anh. À phụ tùng. Hiện tại thì tụi em chưa. Dạ đúng rồi. Chưa có loại ruộng này hả? Đúng rồi. Cái ruộng kia nó khác ruộng này đúng không? Dạ đúng rồi, cái mã loại khác này. Mã số khác. Dạ đúng rồi, mã số, mã phụ kiện khác. Dạ. Đúng rồi, nội thất bên trong nó thay đổi hẳn rồi. Dạ, bề từ tay cao hơn. Dạ. Như trước kia ví dụ như mình mua là phải lên cái bề từ tay. Dạ, bây giờ có sẵn rồi. Dạ. Dạ. Cứ nó nào mà làm cũng được. Dạ. Mình chịu chi là làm được à. Dạ. Dạ, cái da nó đã thay đổi rồi cho cả hai phiên bản luôn, cà rốt với premium á. Cái vị trí ngồi của mình này nè, đó là nó có công nghệ giảm hấp thụ nhiệt. Mình đi mà trời nắng á, cái vị trí mình đặt lưng á, chặt đặt mông nè, nó đỡ nóng hơn. Dạ. Còn phiên bản cũ thì không. Vật liệu da nó cũng sình sò hơn trước nữa. Ờ, kia da nó. Dạ. Mềm hơn nè. Dạ. Dễ đơn bên này nó có trượt được không? Chà, trượt, trượt cả hai trượt hết á. Đây nè. Trượt được chứ, đây nè. Anh kéo lên, anh kéo lực giùm em cái. Kéo lên xuống. Lên đây nè, đây hết cỡ rồi. Hết cỡ về sau rồi. Để đem qua em kéo cho. Đó là kéo hết về trước. Dạ. Ra vô thì anh chỉ cần lẫy cái là nó xuống rồi. Này nè, lẫy đây. Dạ, cái là nó lên rồi. Hai thao tác chứ nhiều đâu. Là đi lên được rồi. Dễ mà. Dạ. Đẹp nó đợt này nó làm đẹp quá. Ừ. Ghét là nó quật nó đó. Sao ạ? À? Cái số nào? Á, thằng số cầm cái cánh tay đó nắm nó này kéo nó bự, nó thô quá. À. Bây giờ nó làm cái này rồi, ngon làm rồi. Đúng rồi, ngon rồi. Cái trước thì nó hơi to đúng không? À, to cái cọc lắm. Dạ. Dở. Đẹp. Dạ. Thôi chạy thêm vài tháng nữa đi rồi chán rồi đẩy đồ đổi. Dạ. Dạ. Ừ, đúng rồi. Cái mặt ca lăng á, bây giờ nó là màu đen luôn chứ không phải là mạ chrome như phiên bản trước. Dạ. Bây giờ là bên em á là tất cả nó theo kiểu ngôn ngữ vậy đó. Ở phía trước là sẽ là thanh màu đen. Chiếc chi tông là phiên bản mới nhất á, nó cũng màu đen luôn. Thay vì cái Bajero là chưa có nâng cấp á thì nó vẫn màu như cũ. Dạ. Dạ. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video của Khánh. Nếu anh chị nào cần tư vấn hỗ trợ trực tiếp như những cái khách hàng Khánh vừa tiếp vừa rồi thì hãy đến Mitsubishi Phương Nguyên để gặp Khánh. Cứ các anh chị cứ vào sảnh ở vị trí này gặp Lễ Tăng thì cứ báo là gặp Khánh để tư vấn xe gì đó thì
lễ tăng sẽ báo với Khánh và Khánh xuống sẽ hỗ trợ các anh chị. Một tháng thì Khánh chỉ được trực đâu đó tầm khoảng từ 1 đến 2 ngày trong tháng thôi. Thì đây cũng là một cái kênh mà Khánh có thể có khách hàng mới, những khách hàng mà chưa liên hệ bất cứ một cái tư vấn bán hàng nào và tới xem xe, thì đây sẽ là một cơ hội để Khánh bán hàng. Đó thì Khánh rất là cảm ơn các anh chị đã ủng hộ Khánh trong cái thời gian vừa qua. Tuy là các anh chị có mua xe của Khánh hay là mua xe của tư vấn bán hàng khác, hoặc là các anh chị có thể lựa chọn một hãng khác luôn chẳng hạn, nhưng mà Khánh cũng cảm ơn các anh chị đã ủng hộ Khánh trong quá trình mà Khánh làm YouTube này. Thì nếu các anh chị nào có những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc nào trong quá trình mà các anh chị quyết định mua xe, cho dù là hãng Mitsubishi hay là các hãng khác, thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Trong cái khả năng hiểu biết của Khánh thì Khánh sẽ trả lời cho các anh chị, cũng như giải đáp các anh chị bằng video, cũng như là trả lời cho các anh chị những cái thắc mắc của mình. Khánh xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn nha. Nhớ đăng ký kênh nha các anh chị.